Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thật là một ngày đẹp trời. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 2 dương lịch và cũng là ngày 24 âm lịch. Hôm qua là ngày ông Táo về trời. Hiệp đang có mặt trước cái khuôn viên tại Liên Hoa Đạo Tràng. Đây là một ngôi chùa trực thuộc chùa khuôn Việt Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Vương quốc Na Uy. Ngày hôm nay Hiệp tới đây, Hiệp muốn chia sẻ với các bạn thấy hình ảnh quang cảnh sinh hoạt của các Phật tử trong cái ngày mà Liên Hoa Đạo Tràng tổ chức cái ngày hội chợ Tết Giáp Thìn 2024. Bây giờ xe cộ vừa nườm nượp luôn các bạn. Và bây giờ các bạn cùng Hiệp chúng ta cùng đi vào để chứng kiến cái quang cảnh mà hội chợ Tết của Liên Hoa Đạo Tràng năm nay các bạn nha. Xin mời các bạn. Chương trình bắt đầu từ lúc 11 giờ các bạn, nhưng mà hiện giờ thì xe tới nườm nượp luôn. Đây là khu vực phía trước, đây là một cái tảng đá Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất khuôn Việt Liên Hoa Đạo Tràng. Nơi đây chùa Liên Hoa Đạo Tràng cũng đã được tiếp đón hoàng tử và công chúa, hoàng tử Hồ Côn và công chúa tới đây viếng thăm vào năm 2018, cách đây 6 năm rồi các bạn. Giờ chúng ta đi vào ha các bạn ha. Đây là cái khu vực đi vào, hai bên bãi đậu xe, còn phía sau cũng là bãi đậu xe. Một khu vực này rất là rộng lớn, rất là rộng lớn, nằm ở ngoài khu vực này gọi là rất là thoáng. Và đây là khu vực đồng quê, thành ra trong không gian rất là yên tĩnh. Được biết rằng là chùa Liên Hoa Đạo Tràng này trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trực thuộc chùa khuôn Việt. Và Hiệp nghĩ rằng đây là một trong những ngôi chùa mình có thể nói rằng là lớn nhất nhì ở châu Âu các bạn. Hai bên giăng đèn kết hoa, không khí mùa xuân rất là rực rỡ. Em xin chào anh Trương. Chào anh. Hôm nay thì em cũng muốn cho mọi người xem, được biết được Giáo hội Phật giáo tại Na Uy. Đây là chùa Liên Hoa Đạo Tràng trực thuộc chùa khuôn Việt, các anh chị. Thì anh Trương là người rất là am hiểu, thì anh có thể cho em và mọi người biết được về một tí xíu về cái lịch sử của chùa Liên Hoa Đạo Tràng này không anh? Thì cái gì mà tôi biết tôi nói. Dạ vâng. Chính thức hoạt động là từ 2010. Nhưng mà trước đó là dĩ nhiên là trong cái thời gian mà tìm ra miếng đất này rồi xây cất đủ thứ thì trước đó lâu, có thể là 2004. Nhưng mà chính thức hoạt động là 2010. Và coi như rằng đây là coi như là một nơi là phát xuất, là cái nơi mà các chùa khác ở Trondheim, Bergen, Stavanger hoặc là Kristiansand là từ chùa này mà ra, tức là có sự hỗ trợ của chùa này. Thì ngày hôm nay là chùa Liên Hoa Đạo Tràng là tổ chức hội chợ Tết Tết Nguyên Đán, thì chương trình bắt đầu như thế nào anh? Thì theo như cái thông báo của chùa đó là từ 11 giờ ngày hôm nay. Có cái phần mà coi như sau lưng mình đó, cái nơi đó như là cái sàn, cái phòng á, muốn trưng bày tất cả những cái đồ vật, đồ ăn, đồ uống, thực phẩm á mà mình có thể mua về hoặc mình ăn ngay tại chỗ. Và bây giờ anh có thể cho mọi người chúng ta cùng đi vào nhé. Chào quý anh chị các bạn, bây giờ chúng ta cùng đi theo anh Trương đi vào, chúng ta sẽ chứng kiến cái khu vực, cái sảnh mà vừa là một cái nơi mà giống như là mình gọi là một cái nơi tập trung, một cái căng tin hay là một cái nơi phòng ăn để mà mọi người tới cũng như là các Phật tử tới vừa mua những cái vật coi như là thực phẩm rồi có thể ngồi ăn uống với nhau trong cái không khí ngày xuân. Tôi xin thêm ý của anh Hiệp là vậy. Hôm nay á là coi như rằng là tổ chức cho ngày Tết và có thể mua hoặc ăn
các món ăn ngay tại chỗ. Nhưng mà ngày mai á là cái ngày dành cho các cho cái lớp mà học Việt ngữ. Thành ra ngày mai á cũng là một cái sinh hoạt rất là hay. Và phần và buổi chiều á thì có văn nghệ. Nếu mà ngày mai là cái ngày mà coi như là bế mạc cái lớp học Việt ngữ trong cuối năm hay sao? Thì nó gần như là vậy rồi. Dạ, dạ, con chào chị. Dạ. Bây giờ chúng ta cùng đi vào. Bây giờ chúng ta đi một chung quanh. Các bạn xem, đây là chung quanh bên ngoài cái khuôn viên của Liên Hoa Đạo Tràng nha các bạn. Đây, bên này là nơi các đây, thầy. Đây là cái ở hay sao coi vậy? Như là lần đầu tiên. Dạ vâng. Khi mà mình mua lại miếng đất này. Dạ. Đây là cái coi như là một cái đại khái mình gọi là một cái nhà lớn á. Mà phải được, nghĩa là chỉnh trang lại, bổ sung lại, rồi sau đó đó thì từ cái căn nhà này ấy, thì mình mới xây cái chánh điện ở bên này. Chánh điện bên này. Chánh điện thì ở bên này. Vậy thì ở đây có bao nhiêu thầy chủ trì ở đây vậy? Rải ra cả hai bên. Ở bên đây ấy, có hai hoặc ba, hai ba thầy. Ở bên đây chánh điện đó thì cũng có hai hoặc ba thầy. Cùng với anh Kiên chúng ta cùng đi một vòng bên để chúng ta xem cái bao quát chung quanh cái chu vi khu vực của Liên Hoa Đạo Tràng này. Nó rộng lớn, nó thoáng mát như thế các bạn. Và chỗ đầu xe cũng khá rộng bên sau nữa các bạn. Bên sau nữa Hiệp được biết rằng là Liên Hoa Đạo Tràng một năm như vậy thường tổ chức những cái buổi học và Phật pháp thì những cái buổi học Phật pháp thì nó vào những ngày tháng nào trong năm vậy anh? Nếu mà nói là chung á, mà lễ lớn á thì là Phật Đản với Vu Lan. Còn mà sinh hoạt mà nói là thường xuyên á thì ở đây á chủ nhật nào á, thì cũng có lớp Việt ngữ. Rồi cách chủ nhật á thì lại có một cái buổi mà ở đây á, chùa gọi là Thọ Bát Quan Trai. Thì nó hai tuần lòng. Còn mà Việt ngữ thì vậy, tuần nào cũng có. Nhưng mà em nghe nói là cái khóa lớp Việt ngữ ở đây rất là đông các em, phải không anh? Thì thường thường đó là từ khoảng 150 cho đến 200. Wow. Có thể nói thêm là như vậy. Nếu mà nói về sinh hoạt Việt ngữ đó, thì có thể rằng đó, ở đây đó, là chỉ thua cái số lượng học sinh đó, là so với Đức. Nhưng mà về cái vấn đề mà học Phật pháp hoặc là truyền bá Phật pháp rồi đó, kể cả người đã quý y thì có thể nói đây là cái nơi mà về hai cái phương diện đó là lớn nhất Âu Châu. Wow, lớn nhất Âu Châu. Dạ vâng, cảm ơn. Giờ các bạn cùng đi với Hiệp với anh Trương, chúng ta đi một vòng chung quanh. Đây là mặt sau, đây là cái chánh điện các bạn, đây là chánh điện. Vậy là cái chánh điện này có hai, có mấy tầng vậy? Đây thì coi như là có hai tầng chánh. Tầng dưới là mình có cái như chánh điện, rồi có tầng Phật. Ở trên thì là cư ngụ của các thầy. Thì chủ yếu rằng là làm lễ hiện tại, ngay bây giờ phút này đấy, thì bên kia là mình nói coi như là hội chợ Tết. Nhưng mà bên trong thầy đang giảng pháp. Còn đây là trong tương lai sẽ mở rộng ra, xây lớn lên. Wow. Mà sẽ có một vài cái tượng Phật ở nơi này. Wow. Trước mặt mình đó. Vậy đây là một cái chương trình mà sắp tới. Một cái chương trình, đây là một cái dàn để sẵn rồi các bạn nè. Nhưng mà chưa có tăng bạc lên thôi, có thể là mùa hè này ha. Mùa hè này đó thì có cái lớp học Phật pháp mùa hè. Cái số mà Phật tử đến học ít nhất cũng vài trăm. Tại vì các thầy từ các nơi ở Âu Châu về đã là 100 đến 200 rồi. Thành ra cái số mà Phật tử sẽ tham dự cái khóa học mùa hè này, tại vì từ khắp Âu Châu về mà. Dạ, là số đó khá nhiều. Dạ. Ok, bây giờ các bạn chúng ta cùng đi theo đi chứ. Cẩn thận nha. Cẩn thận đó. Trong cái tánh điện này các Phật tử đang nghe thuyết pháp của chồng các bạn. Rồi xong rồi đó. Xong rồi đó. Xong rồi. Biết thì muốn đưa quý vị và các bạn đi vòng là để xem thấy được cái cơ ngơi, cái
cái ngoại cảnh bên ngoài Liên Hoa Đạo Tràng. Trước khi tới đây thì Hiệp đã lên tham khảo những cái thông tin của Liên Hoa Đạo Tràng cũng như chùa Hương Việt, thì được biết là hôm nay cái vấn đề ẩm thực ở đây rất là dồi dào, nó có đến hàng những lần có trên 100 món thức ăn đó. Rồi trái cây, rồi tất cả những cái thức ăn mà thực tử làm cũng như là đặt về đây để cho tạo món ăn chay để cho mọi người tới đây tự tới đây để có thể thưởng thức một món ăn truyền thống. Mặt trước của chánh điện, đáng lẽ ra mình có thể đi thẳng vào, nhưng mà cái cửa mà lúc nãy mà chúng tôi có thể vào được đó, thì bây giờ họ đang để một cái xe mía, thành ra mình không vào được, mình phải đi vòng ấy. Đúng ra trước này là ba chiếc xe này không được đậu nữa các bạn ạ, thì nghĩ là rất đẹp trong cái nếu ban tổ chức mà ba chiếc xe này rời ra chỗ khách để cho mọi người thấy cái giữ cái lối chánh điện rất là đẹp luôn đó. Lối trọng chính vào nè. Thấy thì bây giờ có một xe nước mía các bạn, chúng ta sẽ vô xem cái xe nước mía thế nào. Có nước mía, có nước mía ở giữa nơi xứ lạnh Bắc Âu nơi này quá tuyệt vời luôn các bạn. Các bạn cùng Hiệp với anh Trương chúng ta đi vào ha. Cái thú vị nhất á, mày nghĩ rằng là những cái ngày Tết truyền thống như vậy nè. Khi có mặt ở tại Nam Cali năm ngoái á, thì cũng rất thích là những cái nơi mà người Việt mình tập trung, đặc biệt là cái khu không gian ẩm thực á. Thì bây giờ mình vào mình xem cái không gian ẩm thực tại nơi Liên Hoa Đạo Tràng thế nào các bạn nha. Đây, chúng ta đi vào. Tiếp với ý Hiệp là vậy, lần năm rồi đó mà Hiệp đi qua Cali á. Dạ vâng. Thì Hiệp nói rằng ở bên đó đó có những người bản xứ, tức là người Mỹ, bận những cái loại áo mà mình gọi là truyền thống của người Việt Nam đó. Dạ, bên đây hồi nãy á, nếu mà tôi không lầm cũng có một hai người Na Uy. Wow. Cũng bận. Thì mình sẽ hỏi bằng tiếng Na Uy, hỏi về cái nguyên do cũng như là những người Na Uy họ mang cái bộ áo đó như thế nào các bạn. Dạ vâng, chúng ta đi vào. Bây giờ thì 12 giờ rưỡi giờ Na Uy rồi nha các bạn. Đây. Đây. Đây, đây, xin chào. Nhìn dày là các bạn thấy là bao nhiêu là Liên Hoa Đạo Tràng tạo cái khung cảnh cho mọi người có thể chụp một tấm hình kỷ niệm trong cái ngày xuân rất là đẹp luôn. Cái background đây là năm Giáp Thìn
hình ảnh con rồng, rồi hai bên là hoa mai, hoa đào, tượng trưng cho hai miền. Phải nói là khung cảnh này rất là đẹp. Rồi, sẵn cái khung cảnh đẹp này đó, thì tôi sẽ thâu một ít hình của Hiệp ở đây được không? Dạ vâng, được, được. Dạ vâng. Anh Trương, anh có thể giải thích cái chánh điện này là, cái nơi này là mỗi lần, mỗi tuần và mỗi ngày mọi người đều tới đây để mà tụng kinh? Đúng rồi, mỗi ngày ấy, đều có sáng chiều tụng kinh ở đây. Dạ vâng. Cuối tuần làm lễ, cùng làm lễ tại đây. Làm lễ tại đây. Và những dịp lễ lớn như đã nói ấy, là... Là... À, em chào anh Mạnh. Trời ơi, lâu quá thì gặp anh Mạnh các bạn. Dạ, dạ. Chúc tuổi nhiều, nhìn thấy các bạn gặp lại người quen rất là dạ, ok anh Mạnh nhé, chúc mừng năm mới anh nhé. Rồi nói tiếp là hàng tuần á, mấy buổi sáng đó, buổi chiều thì có tụng kinh ở đây. Còn cuối tuần như nãy đã nói á, thì có lớp Việt ngữ, thì các em á cũng tự do đi vô ra, ai muốn làm lễ bái gì thì tùy, còn không á thì học tiếng Việt không cũng được. Còn những dịp lễ lớn á, Trung Thu rồi Phật Đản đó, thì cũng ở đây là cái chỗ chánh điện, mà đồng thời là chánh những cái hoạt động của những ngày đó. Còn bên kia đó mà hồi nãy mình đã thấy là trong cái thời gian tới này đó, vào dịp hè đó, đó mình thấy ngoài đó đó, thì sẽ vừa bên trong này và vừa bên ngoài đó luôn. Có nghĩa rằng cái chánh điện này là cái nơi mà tự do cho các tín đồ Phật tử tới đây bất cứ giờ nào cũng mở cửa hay sao anh? Có thể nói một cách nó hơi vui mà nó đúng sự thật, là cửa chùa luôn rộng mở. Lúc nào? Ngày giờ nào? Bất cứ ngày nào. Dạ vâng, hay quá. Đấy, coi như là cái nơi mà các Phật tử có thể tới bất cứ ngày giờ nào. Kinh rồi. Cúng mình thế nào chưa? Thì bây giờ trước mắt mình đó là cái nơi đặt bàn thờ và hương linh của những gia đình mà đã có thân nhân mất rồi. Bây giờ hình ảnh để lại đó để mà họ cúng thất ở đây á, là thí dụ như những người mới mất đây thì để hình đấy, rồi cúng thất có 7 thất. Rồi sau đó nếu mà gia đình của những thân nhân này muốn để hình lâu tại đây luôn á cũng được, nhưng mà nó khác một chút đối với khi trước, là hồi trước mình thấy nơi cái khung ảnh đen đó thì có những gia đình mà có người thân nhân chết trước đây á, khoảng cả 10-20 năm có hình của những người đó, nhưng mà giờ hơi thay đổi một chút là chỉ có hình của những người đã quá cố mới gần đây thôi. Đó là đây là những cái hình để những cái nơi để những cái hình của gia đình các thân nhân là của bên nam. Bên nam. Mà còn bên đây là bên nữ. Cúng thì nói chung là mình để trong đây thôi. Còn ở ngoài kia bây giờ đang tuyết thì mình để cũng được tùy mình, nhưng mà trong đây thì chủ yếu trong đây. Bên đây là nữ các bạn. Bên đây là cái khu vực để hình ảnh cho những người quá cố, gia đình, có người thân. Nhưng mà những người mà qua đời này là trong năm này thôi hay là mấy năm trước? Như đã nói, hay là mới? Hồi trước trong cái khu mình đen
Dạ. Và có thể có những hình của những vị đã khuất trước đây cả chục năm hơn. Chục năm nhưng hơn. Mà bây giờ theo cái sự thay đổi mới thì có những cái hình mà mình đang thấy trước mặt ấy, thì là của những thời gian gần đây, đôi ba năm gần đây. Hồi trước đây thì kín hết cái khung đen đó. Wow. Tức là có những người đã mất cách đây 1-2 năm. Wow. Hay quá các bạn. Để mình, những người nào muốn tìm cái người mà đã qua đời ở tại Nội Y trong thời gian qua đó thì có thể, những người Phật tử thì có thể biết được ha. À, bây giờ hôm nay là cái ngày hay, là vì Hiệp đã đến đúng vào lúc mà một năm ở chùa tổ chức một lần vào ngày Tết. Nhưng mà lại là một cái dịp mà lần đầu tiên Hiệp đến để biết thêm cái sinh hoạt này. Và là một cái dịp để mọi người ở xa thấy được cái sinh hoạt Tết ở chùa như thế nào. Một ngày rất hay. Rất hay và rất, thật ra là rất là thú vị đối với Hiệp và các bạn, quý anh chị. Lần đầu tiên Hiệp được biết cái khung cảnh của Liên Hoa Đạo Tràng vào trong dịp Tết Nguyên Đán. Và lần đầu tiên Hiệp tới ngôi chùa này luôn, mặc dù ngôi chùa đã xây dựng cũng khá lâu rồi, nhưng mà đây lần đầu tiên luôn các bạn. Thành ra trong cái tâm tình ngày đầu xuân thì rất là thú vị. Ở đây rất là sạch sẽ, là bởi vì ai cũng phải cởi dép, cởi giày đó các bạn. Đây. Đây là cái không gian. Trong mỗi không gian Hiệp nghĩ rằng đó là cũng trên khoảng 150-200 người các bạn. 200 người á. Đến cái khu nước mía trước đi. Dạ, bây giờ mình tới mình thăm nước mía trước nha các bạn. Có xe nước mía các bạn. Mình tới mình thăm xe nước mía trước nha. Mình sẽ mua 2 ly nước mía. 2 ly nước mía. Các bạn. Đây. Chị cho 2 ly nước mía chị. Dạ. Bây giờ mình để đây nha các bạn. Các bạn xem Hiệp với anh chị uống nước mía nha. Lâu quá rồi chưa lại uống nước mía Việt Nam các bạn. À quên, mình phải tới cận cảnh mình xem cái công đoạn xay nước mía như thế nào chứ các bạn.
Năm ngoái Hiệp đi qua Nam Cali Hiệp uống nước mía rồi, năm nay cũng gặp nước mía nữa quá. À, cho hai, 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 dạ, hai, hai ly nha chị. Chả VIP nha chị. Dạ vâng. Cầm. Quay quay cảnh mọi người. Dạ. Hiệp sẽ mua 2 ly nước mía các bạn. Quá quá lý thú, khỏi cần qua Mỹ uống nước mía các bạn. Khỏi cần về Việt Nam. Dạ. Dạ chị. À để Hiệp gửi tiền trước rồi nha. Dạ vâng đây. Dạ. 9596. Hiệp đã chờ đợi chứ. Ở tại Na Uy á, nó có một cái app, cái ứng dụng rất là tiện quý anh chị. Coi như mình mua cái mặt hàng gì mình không cần phải mang tiền mặt. Mình nó có một cái ứng dụng là VIP, mình có chuyển khoản qua nó rất là mau, rất là tiện dụng các bạn. Đúng không? Như vậy đúng không? Dạ đúng anh. Ừ. Anh đặt nó chuyển nó bay nó. Bao nhiêu chị? 70 ly. 140 2 ly ha. 2 ly 340. 2 ly 140. 2 ly 340. Dạ được được. Không sao, không sao. Ôi dạ, từ đợi chứ chị. À, chuyển tiền vào ha. Từ từ. Nói cho vui thôi nha. 340 hay là 1.000 đồng của Việt Nam không sao đâu. Ok ok nha mấy chị. Gửi tiền rồi nha. Vậy. Ok nha, chào anh. Dạ. Quý anh chị biết không, một ly là 7 đô. 7 đô quý anh chị, nhưng mà hãy uống thử nha. Nó cái vị ngọt mà nó không có thua gì ở quê nhà quý anh chị. Rất là ngon luôn, rất là ngon. Dạ vâng, cảm ơn. Dạ. Việt Nam đang qua mà. Dạ đúng rồi, mía Việt Nam ăn qua mà. Đây, đây là ly nước mía tại Liên Hoa Đạo Tràng trong cái dịp Tết Nguyên Đán tổ chức tại chùa Liên Hoa Đạo Tràng đây các bạn. 7 đô một ly nha. Coi như là mía coi như là mía, cái vị ngọt đó là không lẫn lộn vào đâu được các bạn. Đây. Hiệp có hỏi mấy anh chị đây là đủ mía không, thì mấy anh chị nói rằng là bảo đảm đủ luôn, cung cấp luôn, không có gì phải lo ngại cả. Hiệp đứng ngắn lại đây tí xíu để cho các bạn xem cái công đoạn ép nước mía bên này như thế nào nha. Coi nó giống ở quê nhà không nha các bạn. Các bạn có nhớ ở quê nhà cái lúc mà cái bánh, một cái xe nước mía nó có cái tay cầm mình quay không? Nhớ không? Quay mà phải khỏe tay nó mới quay được. Còn bên này thì coi như là thời đại khoa học kỹ thuật rồi, bây giờ dùng điện rồi. Bây giờ ép bằng máy rồi. Đây mình xem bên này. Xem bên này các bạn. Đây. Nước mía tại chùa Liên Hoa Đạo Tràng đây. Đấy rồi. Nói thêm một chút nha Hiệp. Năm rồi á, đi Colorado. Ở nơi đó mới bắt có một nơi ở trong phố bán nước mía. Yeah. Bán nước mía. Yeah. Mà nước mía bên đó nó không được thuần cái mùi vị giống như bên này. Bên đây coi như nguyên chất.
ngon quá, nguyên chất luôn các bạn. Các bạn thấy, các bạn thấy nguyên chất là coi như là mình Hiệp quay trực tiếp cho các bạn thấy luôn, không qua một cái công đoạn nào á. Mía cái nước nó chiết ra từ cái cây mía luôn á. Còn mà bên Denver năm rồi đó, thì khi mà họ bán nước mía đó, họ thêm một số cái mùi vị khác. Thành ra người Việt Nam mà nó quen uống nước mía mà theo kiểu này á, thì uống cái loại đó nó không có được gọi là thích thú lắm. Dạ đúng rồi, năm ngoái Hiệp cũng có qua Cali các bạn, Hiệp uống mía, uống nước mía như thế này nhưng mà người ta pha thêm trái quất vào nữa. Thì nó không có cái vị mà vị nguyên chất của nó, còn đây là không có quất gì hết. Đây là nguyên chất từ cái cây mía luôn các bạn. Nhưng mà cũng có một số người cũng thích có một trái quất hay trái tắc vào đó để nó có vị chua chua phải không? Nhưng mà đây là nguyên chất luôn các bạn. À, các bạn thấy không? Đâu còn cái cảnh mà quay tay như ở quê nhà nữa đâu, thấy không? Thấy không? Đó, các bạn xem. Ok, bây giờ các bạn với Hiệp bây giờ chúng ta đi qua với gian hàng ẩm thực nhé. Đi qua gian hàng ẩm thực anh chứ. Dạ. Đây trong một cái gian phòng Hiệp nghĩ là cũng khoảng trên 200 người các bạn. Trên 200 người á. Thì nghĩ là con số này càng ngày càng đông nữa, tại bởi vì bây giờ một số các gia đình người ta tới trễ xíu các bạn. Đây. Hey, chào chị. Ở đây có bao nhiêu, tất cả bao nhiêu món chị? Nhiều lắm, đưa cái list này tới 40 mấy món rồi. 40 mấy món luôn. Trời ơi, bây giờ tha hồ luôn. Các bạn cùng với Hiệp đi, chúng ta đi xem ẩm thực nha. Đây, các bạn xem. Đây là món gì đây nè. Trước tiên là đây là đủ các món các bạn. Rồi nem, rồi tất cả mọi cái các bạn. Rồi đây. Chán. Đặt 4 cái bánh tiêu chút nữa là lấy được không? Trên chân không nổi luôn. Thôi mình cứ cố gắng đi các bạn, cùng đi Hiệp. Chúng ta phải đó, các bạn thấy cái khung cảnh nha. Khung cảnh hội chợ xuân tại chùa Liên Hoa Đạo Tràng kia các bạn. Đây. Trên chân không nổi luôn. Đây. Chú ơi, cái chú bánh tiêu ơi, trả luôn hai cái rồi xong cho nó xong nha. Trả bao rồi nè. Các bạn nào muốn học tiếng Việt thì tới đây nha. Hôm nay là ta hồ mà coi như là 4 miền luôn á, 3 miền luôn á. Đây bánh tét đây các bạn. Bánh tét. À, một cái bánh tét như vậy là 12 đô các bạn. 12 đô nha. 120 krun nha. Rồi. Kẹo theo lèo nha, kẹo theo lèo. Cái này bánh ít trần hết rồi, bánh ít trần hết rồi. Cái này còn như là cái này là như là bánh khoai mì á các bạn. Bánh khoai mì. Rồi. Bây giờ bắt đầu áo dài khăn đóng các bạn. Áo dài truyền thống. Nè. Cái giá sao không thấy ha? Dạ, thống cho mấy đứa này vậy? Đúng rồi. Nói chung đi các bạn, cái áo dài truyền thống quá đẹp cho các em nhỏ. Wow, dễ thương chưa? Dễ thương, cho cả khăn đính đầu trên đầu nữa nè. Rất là đẹp luôn. Nè. À, thấy không khí xuân chưa? Đó, không khí xuân chưa các bạn? Wow. Rồi đây là những gian hàng này được trang trí theo cái kiểu mà quê dân dã quê nhà nhé.
dân dã quê nhà, làm sen truyền thống đó. Hội An ở đây giống như Hội, giống như Hội An á, những cái lều như Hội An là những cái lều các bạn xem. Đó, mua áo dài. Đây là gian hàng trái cây các bạn, gian hàng trái cây. Đây là nhãn nè, rồi chuối sứ nè. Bên này gian hàng giải khát, gian hàng giải khát. Đây. Tôi nói trước ha. Dạ vâng. Giải khát gồm có cà phê sữa đá nè, chè, chè thập cẩm nè, sữa đậu nành nè. Mấy em Phật tử này rất là tích cực luôn. Ấy nó đèn đi lấy giấy à. Không được, chào chào. Dạ. Dạ. Và hỏi một vài câu thôi. À, hôm nay cái, trong các thức uống này thì mọi người, cái món nào chè hoặc là sữa đậu nành, cái món nào người ta mua nhiều nhất? Dạ, chè đậu đen hả? Chè đậu ván. Chè đậu ván. À, chè đậu ván là mọi người thích nhất. Dạ. À, một ly bao nhiêu? À, một hộp 60 đồng các bạn, một hộp là khoảng 6 đô. Dạ, yeah, một hộp chè. Người ta mua hết rồi hả? À, coi như chè mua hết rồi. Dạ, yeah, ok. Thì chúng ta qua gian hàng khác các bạn. Đây, cái gian hàng này. Gian hàng này mới là độc chiêu nè. Cái món bánh mì thịt là không bao giờ mà thiếu được trong những cái buổi mà người Việt mình hội họp với nhau. Đây các bạn, đây món bánh mì thịt nè. Một ổ bao nhiêu vậy chị ơi? 100. 100, một ổ khoảng 10 đô các bạn. Bánh mì thịt các bạn. 9 đô. Dạ 9 đô, nói lỗi, 9 đô. 9 đô rưỡi. Đô lên 9 đô rưỡi các bạn, một ổ 9 đô rưỡi. Nhưng mà cái này là mì chay đúng không? À, cái này là đặc biệt người đứng làm bánh mì cũng ngon. À, đây là mì chay nha các bạn nha, mì chay. Mì chay. Dễ thương nhất chùa này.
À, coi như là từ nãy, từ lúc mà Hiệp là tới đây một tiếng hồ rồi là làm liên tục các bạn, không bao giờ ngừng nghỉ. Cái món bánh mì là cái món mà khoái khẩu nhất của người Việt mình. Dạ, liên tục sáng giờ luôn á. 5-6 giờ sáng giờ. Vậy là cái gian hàng và bánh mì thịt này là lấy khách thích bên kia hết rồi. Đây các bạn. Một ổ $9 nha, một ổ $9 các bạn, đầy đủ hết. Đó các bạn xem cái cách mà mấy chị làm nè. Ok, bây giờ mình đi tiếp các bạn, đi tiếp các bạn. Đây. Bên này là chè, bên này chè các bạn. À, chè này là chè, chè bục bán hay bục lọc giữa chè thập cẩm các bạn. Trên chân không lọt luôn các bạn. Rồi cái gian hàng này cuối cùng nha, không thể thiếu cái món bánh bao. Đây bánh bao và bánh ướt, không bánh bao đây các bạn. Đậu hũ chiên các bạn. À, cho mở xem cô. Wow, đậu hũ chiên các bạn. Đây món đậu hũ chiên. À, các bạn ơi, các bạn biết không là Hiệp và xã Hiệp rất thích ăn đậu hũ chiên, thành ra Hiệp phải lấy một hộp. À, lấy cho em một hộp chị. Dạ, em lấy hộp cuối cùng chị. Dạ. Dạ. Lên video hả? Cầm em đi. Chúng 40 hả? Ok. À, để cho mọi người xem xíu. À, lấy ra đi sao luôn. Dạ. À, các bạn ơi, trước khi rời cái hội chợ của Liên Hoa Đạo Tràng thì Hiệp cái món này là Hiệp rất là thích nè các bạn nè. Đây là cái món tàu hũ nha. Cái lọc đầu xuân đây, cái lọc đầu xuân đây. Rồi cảm ơn các chị. Dạ. Dạ. Ok các anh chị. Bánh bao, còn đây là bánh bao các bạn, đây là bánh bao. À bánh bao. Mình coi lại cái quang cảnh này trước khi mình chia tay với các bạn nha. Để mà các bạn cùng với Hiệp chúng ta tiếp tục cuộc hành trình chứng kiến các đoàn thể cũng như các tôn giáo tổ chức Tết Nguyên Đán. Đây là ngày hội chợ của Liên Hoa Đạo Tràng trực thuộc chùa Khuôn Việt tại Na Uy nha các bạn. Đó, trước khi chúng ta đi tiếp đến một cái cuộc tổ chức của Hội Á Hữu của Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nữa các bạn. Còn đây là cái bàn để cúng dường. Cúng dường ai mà muốn cúng dường hoặc là gì đó thì đây có một người đứng chuẩn bị coi như là tiếp nhận cúng dường các bạn. Thank you.
Hiệp xin chào quý chị và các bạn. Sau hơn một tiếng hai anh em đi tham dự cái ngày chợ Tết của Liên Hoa Đạo Tràng trực thuộc chùa Hương Việt tại Vương quốc Na Uy, thì bắt đầu bây giờ mình tiếp tục mình đi tới một cái hội chợ, một cái nơi văn nghệ nữa, đó là hội ái hữu của cựu quân nhân vùng Việt Nam Cộng Hòa. Họ sẽ tổ chức lúc 2 giờ, và giờ này thì 1 giờ rưỡi rồi các bạn. Thì anh Trương, thì đây là lần đầu tiên em đến để chứng kiến được cái sinh hoạt có tính chất truyền thống văn hóa cái ngày trong ngày Tết của Liên Hoa Đạo Tràng, đó là ngày hội chợ Tết hôm nay. Thì so với cái hội chợ Tết năm nay mà anh chứng kiến, thì anh là người đã tham gia rất là nhiều cái hội chợ tại đây, thì anh thấy như thế nào? Tôi có thể nói là như vậy, mỗi năm một khác, nhưng mà cái điều quan trọng là làm sao mình duy trì được cái truyền thống của người Việt mình, vấn đề quan trọng. Dù thí dụ rằng năm rồi tốt hơn nữa năm nay, hoặc ngược lại, thì cái đó cũng phải là cái chuyện lớn. Mà chuyện lớn làm sao mà duy trì được cái tinh thần đó, cái tinh thần mà mỗi ngày Tết, cái truyền thống của người Việt Nam, đó là ý của tôi. Anh thấy ở đây thì phải nói tới đây mình gặp nhiều bạn bè, những người cùng quen biết với Hiệp, chào hỏi chúc mừng năm mới, mặc dù là cái Tết Việt Nam chỉ còn một tuần nữa là bắt đầu. Nhưng mà ngày hôm nay thì trong cái tâm tình của người Việt xa quê hương mà cũng như một Phật tử, thì anh thấy cái cảm nhận ngày hôm nay anh chia sẻ mọi người như thế nào? Như nãy tôi vừa nói, quan trọng là ít ra một năm người Việt tập trung lại gặp nhau, dù rằng 1, 2 lần, 2, 3 lần ở chùa hay là ở nhà thờ, thì cái đó là cái tinh thần rất tốt, phải duy trì. Dạ vâng, dạ. Ok, cảm ơn anh rất nhiều, và cũng rất là cảm ơn anh đã cho em biết được hôm nay là chùa có ngày hội chợ. Thật ra thì cũng muốn tới đây lắm các bạn, muốn lắm. Nhưng mà khi mình tới một cái địa điểm tôn giáo nào thì phải có một người quen, hay một người bạn, hay một người quen nào đó tới để hướng dẫn cho mình, để mình biết, chứ thật ra rất là ngại. Thành ra rất là may mắn hôm nay được anh Trương giới thiệu đây. Cảm ơn anh rất nhiều. Không có chi. Đã thấy được cái quan cảnh, cái sinh hoạt trong cái ngày truyền thống, đó là ngày hội chợ hôm nay của Liên Hoa Đạo Tràng. Cái đó là phần của anh, cảm ơn. Dạ. Nhưng mà tôi phải cảm ơn lại. Dạ. Là tại vì lần đầu tiên là Hiệp đến đây. Dạ vâng. Thì cái chuyện cá nhân là một lẽ. Dạ vâng. Nhưng mà đã đến đây, còn tìm cách để phổ biến những cái sinh hoạt tại nơi này đến khắp nơi mà có người Việt ở, điều đó rất là quan trọng. Tôi xin cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn. Ngày hôm nay thật ra là một ngày rất là may mắn, và ngày rất là trời rất đẹp luôn. Ông mặt trời đã viếng thăm Vương quốc Na Uy, đặc biệt là vùng đông Oslo Na Uy. Ngày hôm nay thấy là cái ngày phải nói rằng là nó tạo cho Phật tử cũng như những người mà tới tham dự cái hội chợ Tết hôm nay rất phấn khởi, tại vì trời đẹp quá các bạn ơi, trời đẹp quá. Mà giờ này mình về còn hơi sớm đó, nhưng thật ra thì cái hội chợ này được biết là chương trình là kéo dài cho tới đến chiều luôn các bạn, đến chiều luôn. Nhưng mà thôi bây giờ thì hai anh em đi tới một cái chương trình văn nghệ, chương trình tổ chức Tết của Hội Ái Hữu Cựu Quân Nhân các bạn. Thành ra bây giờ mình phải đi. Với Hiệp là như vậy, Hiệp nói là hôm nay trời đẹp đó, thì rõ ràng mọi người đều thấy á, trong hình ảnh mà hồi nãy giờ Hiệp đã thâu đó, là một ngày có nắng. Nhưng mà phải nhấn mạnh thêm một điểm này nữa là 1, 2 tuần trước đây á, nhiệt độ mà từ 10 mấy đến 20 độ âm á, thì là rõ ràng hôm nay chứ hầu như 3 độ 7 độ thí dụ vậy, độ dương đó, thì như vậy là quá tốt, quá tốt rồi. Coi như là hôm nay là phải nói rằng là nói theo cái tâm linh á, thì coi như là trời Phật coi như là ủng hộ cho mọi người tín đồ tới đây ha, cũng như là tới đây để mà được cái ngày trời quá đẹp các bạn. Bây giờ là hội chợ đã bắt đầu cách đây 2 tiếng rồi, nhưng mà bây giờ xe vẫn tiếp tục nườm nượp vô các bạn, không có chỗ đậu luôn.